Rồi, ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ quay vua lòng đất. Ặc này là binh, ặc này là server 500 đấy, server cộng 500. Thì 534 là server gần như là mới tinh luôn, mới kiển luôn đó. Mà lấy vua lòng đất. Rồi, tôi sẽ nói cho mấy ông xem nha, là những cái server mới này như thế nào. Những người mà chơi server mới á, mà đầu tư như thế này á, tôi nói là đầu tư như thế này á nha. Đồ nha, tôi nói không bốn món này. Tôi nói không nha, bốn món này mà mở ra bốn món khác nhau, đồ không ngon đi chăng nữa, mày giờ có tăng top không vậy, để cô thử chết có tăng top không nha. Tăng top không? Rồi có luôn. Cội có tăng top, có skin 2 luôn. Mà khi mà cái lượng đồ này đặt về á, cái lượng đồ này mà đặt về nha, nó nhiều vãi đạn luôn. Mấy ông xem thử nha mấy ông nè, cái này là bốn món nè, cái này là bốn món nè. Cái thỉ đằng sau nè, rồi cái một đống ví này đập về nữa má, cái ặc mà mấy ông cũng lên lực chiến ầm ầm luôn, mày thiệt. Cái server cũ á mấy ông nhìn mấy phần quà này nó bình thường thôi má, nhưng server mới mà tầm này server 435 này là mới kiển luôn mà đập về thôi mày. Mày khủng khiếp vậy cứ cả thôi quay mấy anh em ơi, mày tính tiếp. Quay rồi tư vấn tiếp. Còn dư 2000 còn dư 2002 đô rồi đồ. Lẽ tại sao nó không cho quay ổ vô ô tròn, người ta cứ ngồi ấn vô cái chuyển động này sao hơi phê. Dạo này tôi thấy ít người cái dòng quay của vua vùng đất này, ít người bán ngặt Giron lỗi vua vùng đất ta. Mấy anh em nào hay ở trong mấy group mua bán, mấy anh em có thấy ai bán gạt mà ạc xin mà mới mà Giron được lỗi của vua vùng đất không? Cho mình, tôi thấy dạo này ít bài bot bán mấy cái gạt Giron vỗi lỗi vua vùng đất quá vậy. Hay là do Giron không ra, hay là do người chơi không thích chơi vua vùng đất. À về bờ em, về bờ đang bờ có à. Bán đầy luôn à. Ồ server 560 server đặc biệt sắp ra rồi mày. Chuẩn bị ra server tiếp theo đúng theo tiến độ rồi, server như 560 là server đặc biệt đó. Không có đâu, không phải là ít người mua đâu mà chuẩn bị vui ra server đặc biệt á. Chuẩn bị ra server đặc biệt rồi đó mấy anh em, là đúng tiến độ là tuần này hoặc tuần sau là sẽ ra server đặc biệt, là như là server 560 sao á, là server 560. Đúng rồi, server 560. Thường là như mấy tuần nó ra, mấy tuần hay mấy tháng thì nó sẽ ra một lần server đặc biệt á. Ờ cái gì vậy, sếp new vô toàn sếp new vô hỏi mấy anh em nghỉ không vậy. Chừng nào sếp new lên 200 triệu được chiến đây thì mấy anh em nghỉ game. Ôi, nghe nói ai đó mới có đôi giày cộng 20 tóc nha. nghe nói ai đó mới có đôi giày cộng 20 tóc thì không biết chiến khu tuần này có ao tóc không nha. Ai đó mới có được đôi giày sau vô về cộng 20 tóc sau bao thời gian chơi game thì không biết tuần này có ao tóc không nha. Hoài chơi game thôi, mày tính ra server Việt Nam bị búp bẩn cái pha này quá. Bốn món đồ năm dòng lấp lánh nè. Có rồi, sao mà không có được mấy anh em. Hoài tuần này vô vừa vui lòng đất. Vừa vui lòng đất con mới mà còn vừa vui vô DK nữa, tỉa với cái máy tính tôi vô biết chịu nổi hay không. Vô chiến khu chắc nổ mẹ mấy. Ôi mày còn còn một đá với lại một hồn nữa, quay xong một đá ít một là vừa, để cô thử lời bao nhiêu vé đây, còn một đá nữa là xong. Cứ nào mà quay vừa hồn vừa đá ra đứt bồ luôn cùng lúc không ta, mẹ quay dưới điên ra đứt bồ, quay gì nó điếu ra đứt bồ mấy ông ạ. Lên kiểu gì mà đắp cũng cỡ đắp hết tiêu tính năng chiến thuật là lên được thôi nè. Tính năng chiến thuật full hết năm sao là lên được thôi mà, dễ mà. Trời ơi, giờ tính năng chiến thuật full hết 5 sao, 6 con full hết 5 sao tím mà lên thôi.
tính năng chiến thuật mà full lên full hết toàn bộ mà sáu hệ mà lên đến 5 sao tím toàn bộ đúng không, 5 sao vàng, kết 5 sao vàng toàn bộ hết rồi lên được thôi, có gì đâu, dễ mà, dễ mà. À, Bill thì đêm qua có nhắn tin anh rồi, Bill thì đêm qua mới có nhắn tin mà cái dòng dày cộng 10, nhưng mà cái dòng đầu á, quan trọng dòng đầu là trị liệu cộng 20 lượng. Nó khổ một cái là phải chi mà cái dòng tóc nó nằm đầu đi mà bây giờ cái dòng đầu lại là cái dòng trị liệu cộng 20. Mà trong khi đó là cái dòng tóc á thì lại nằm ở dòng thứ 3, nó hơi cực, hơi khổ. Rồi, ok, ít một thôi. Để coi thử dòng đầu sẽ lời được bao nhiêu vé. Hồi nãy là ạc kia là lời được 7 vé đó, coi thử ạc này là lời bao nhiêu. 3 sao lên 4 sao không nào, cái gì đó. Thì vậy mới nói, giờ có nhiều cái để lên mà, tính năng chiến thuật nó bị vô hạn mà, lo gì. Rồi, ra luôn, ạc này lời được 6 vé. Ạc này lời được 6 vé mấy anh em ạ. Ạc này lời được 6 ví. Ông này cũng đang ổn. Chưa có ạc nào mà bảo hiểm hết. Chưa có ạc nào mà bảo hiểm dòng đầu hết. 6 ví là mua thêm 44 ví nữa. Không mất hả? Má tôi mà ấn lộ mua cái ví đen này chắc tôi đổ nợ luôn á mấy không? Chứ mà đặc biệt thì nó sẽ được nhiều ưu đãi hơn thôi. Còn mua được 200 vé bay à? Ủa, nó giới hạn à? Em tưởng nó mua cho mua vô hạn chứ. Người nghèo không biết, người nghèo không biết. Người nghèo không biết, chưa bao giờ mua anh không biết. Còn mua được 200 chiếc quay à, ít gì. Nó mà cho mua vô hạn ta. Nó mà cho mua vô hạn chắc mấy anh em top server chắc mua quay mát luôn á. Rồi cũng đéo biết cái bình xịt mũi của tao độ đầu mắt luôn. Còn má đầy bình xong rồi thấy biến mất đâu luôn. Được mà, quán năm đầu đi bộ nào chứ được, mấy anh em đủ 4 món được rồi. Này chơi quay hông lên được 4 sao thôi, làm gì đủ 5 sao, làm gì đủ. Quay Awakening 2 quay gần 300 mấy 400, quay 422 với kia còn chưa lên được 5 sao nữa. Quay Awakening 3 á, quay Awakening 3 thì may ra lên được thẳng 5 sao luôn thôi, chứ còn quay Awakening 2 hay là quay vòng quay lên được 4 sao là cùng. Rồi sao vòng này nhanh như ta. Còn một rương đồ với lại là một đá một lõi. Ôi hết 11 ví này, 11 ví này mà ra thêm hết một mảnh thì lại ngon rồi, lời có thể 11 ví này hết ra tới cái mảnh này không sao. Cái món đồ này sao quay mấy ặc sau rồi mấy cái đồ này ra lâu chứ ta. Mà tính là cái bộ ninja khó farm mà mấy anh em farm được full bộ hay thiệt. Rồi, ủi hên quá mấy anh em mà ra đủ hai món này luôn, ra sớm luôn. Hồi nãy là lời vòng 1 là lời được 6 vé.
Hồi nãy vòng 1 là lời 6 vé, thì bây giờ là hiện giờ là còn 2. Thì mình bù thêm một vé ở lượt quay này nữa, thì bù thêm một vé nữa là 51 vé. 51 vé để quay xong lượt này đi, rồi đếm vật phẩm thì nó sẽ còn bao nhiêu, rồi mình từ từ mình đếm một. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn là cái này là, cái này là 2 hay là 1 vậy? Cái này là 2 hay là 1 vậy? Cái này là 1 nè, 2, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, cái này là còn mấy vậy ta? Cái này còn 2 à, 10 à. Cái này còn 10 à. Còn 10. 10 thì bây giờ quay ra, bây giờ quay một phát ra là ngon luôn. Vòng 1 là lời được 6 vé rồi đó. Coi thử là vòng này lời được bao nhiêu vé. 9 nè, 9 nè, ok. Nó bị che không thấy mấy em. Bị che không thấy. 9. À, sớm quê, à, sớm thì lời được 10 vé đen. Uầy, trời trời đủ rồi má, tôi tưởng đâu là, má tôi tưởng đâu là nó thắng lại ngay chỗ đây à. Trời ơi, má tưởng đâu là nó thắng lại ngay chỗ đó à. Tưởng đâu là nó thắng lại ngay chỗ đó à. Rồi thắng luôn đi, thắng. Rồi thắng luôn. Lời được bao nhiêu vé đây? 1, 2, 3, 4, 5. 11 vé. Em lời được 11 vé. Uầy. 200 lời được cơn 260 vé cộng thêm một vé nữa là hầu như là 240 240 mấy vé đó, đâu 240 mấy đô đó. 205 mấy đô đó. Ôi, mày ngon lành vậy cước kìa. Đặt nào cũng ngon hết. Mày gần 300 đô. Ổn thế nhờ, vậy sao bây đêm nay nó không có đặt nào mà nó có đảo thôi. Bị ra đảo có content, bị ra đảo hoặc siêu mới. Uầy, bấm siêu mới, bấm vài cái bấm siêu mới hay nó ra, nó hay ra nổ vàng lắm. Ấy đâu rồi, cho để nhắn tin cho nó, anh mở tính đăng chiến thuật luôn nha. Để coi thử là nhắn tin cho kích để tôi quất 64 giấy luôn, đang nhiều quá mấy ông ạ. Thèm quá mấy ông ơi. Nhiêu này mà không mở thì không được. Ok anh ơi, rồi ok quất luôn. Ok em ơi. Ôi, một cam, đếm rồi mấy anh em ơi, một cam. Ôi, giật lắc lắc vô. Ôi má, cam đâu hết rồi. Ôi, hai cam. Ôi, má, hai cam vậy? Sao mà nhanh quá vậy? Rồi, một tỷ đằng sau, ôi, hết rồi hả? Ôi, má, xấu mà dí được hai cam. Ôi, đợi con đỉ. Má ghim nhái thì cái này chưa nhận này, để từ từ siêu mới, để từ từ nhận. Wow. 12 tiên cơ luôn, có tiên cơ 2 tiên cơ này luôn nè, lắp lên cái này đi. Này đang có 2 cam luôn nè, cái này đang có 2 cam luôn nè, lắp 2 tiên cơ vô, kích bộ tiên cơ vô. 2 anh hùng tiên cơ luôn nè. Kích vô rồi ngon rồi. Tính review không, còn một tiên view em nghĩ là hôm nay mai anh ơi. Em nghĩ là mai á, mai sẽ ít đặt hơn. Hôm nay em làm clip lưu trữ tới 4 mặt luôn. Mai anh ơi. Hôm nay em làm clip lưu trữ tới 4 mặt rồi. Hôm nay em lỡ nhận, hôm nay làm cho hết clip lưu trữ hết tháng 9. Thì mai sẽ rảnh hơn, mai 29 là cuối tháng, gần cuối tháng. Làm cho hết lưu trữ hôm nay luôn, em làm 4 mặt rồi. Rồi, bây giờ em hỏi câu hỏi là bây giờ có nên chuyển đồ con Seekin qua cho con vùng đất hay là không. Đây, thì anh trả lời với em luôn. Đầu tiên, con Seekin ở đây có một món chuyển đồ qua được. Nói thẳng luôn, con Seekin ở đây là có một món là tấn công hiệu ứng, đây là chuyển qua được cho con Seekin. Ngon, cái món này ngon nha. Cái món này là ngon nha, cái món này là ok nha, đây nha, cái món này là ngon nha. Tiếp tục, cái thẻ. Còn đồ tấn công thì cái món này đỡ đòn thì không cần rồi. Đồ tiếp theo là đồ tấn công. Đồ tấn công đâu thì đồ cái thẻ quỷ ở đây á, thì cái thẻ này cho Seekin xài cũng ngon luôn. Nói luôn, cái thẻ này cho Seekin, cho đồng cho con vuông đất xài cũng ngon luôn. Là cái thẻ này với lại là con vuông đất có chuyển qua thì nói luôn, nếu như DBK nha, em chuyển thẻ qua cho con vuông đất
đúng là cái vùng đất đam to, nhưng nó nhân nhiên mà em quăng kiếm mà em bị hụt DOT là em chết. Anh nói vậy tại vì sao? Tại vì khi mà đi BK, nếu mà bây giờ em để trường hợp mà em để con Shikin lên đầu mà con Shikin nó chết sớm á, thì con vùng đất này nó sẽ mất cái khả năng chi kích. Còn mà em để con này lên đầu á, mà con này mà ném hụt kiếm á, anh nói mà trong trường hợp mà nó ném hụt quá nha, cái này là con này là nó là gacha, con này nó là hên xui nha, con này mà nó là ném hụt skill á là nó chỉ thiêu đốt con cỡ tầm 2 hay 3 mục tiêu thôi là em chết. Còn bản thân con Shikin này á, thì đi BK thì em biết rồi, thì anh thấy hai con này vô thì là chơi hai con này là chơi như một canh bạc, là dùng đồ cho con nào cũng như nhau. Đấy, dùng đồ cho con nào cũng như nhau, nhưng mà nếu mà để con vuông đó này ở Quách Kinh 2 thì đam nó vẫn to, vẫn cháy như lửa chùi luôn, là nó rất là mạnh ở siêu mới. Nhưng mà nếu mà để đầu tư mà ở mức an toàn thì em nên tập trung vô con tăng tốp hơn này, tại vì con tăng tốp nó vẫn sẽ là an toàn hơn. Và ngồi ra là bốn món trang bị thì nó sẽ là ồ em đủ hết luôn à, đủ HP rồi, ok đủ rồi, đủ HP thôi, thì bốn món trang bị thì em để từ từ mở tập trung vô xây dựng nuôi nâng tốp lên trước. Còn hai con Shikin lại con vuông đất á là em phải test thử, là sau khi em nâng lên em test thử là con vuông đất của em á, là em vô phải test thử nhân phẩm của em khi mà em chơi con vuông đất á, là nó đâm DOT có ngon hay là không. Tại vì em chưa có cái thẻ vũ trang, em chưa có cái thẻ vũ trang nào hết á, em phải có cái thẻ vũ trang này nè, em phải build cái thẻ vũ trang này lên ít nhất là 2-3 dòng hiệu ứng á, thì con vuông đất này mới nói được câu chuyện. Nhưng còn bây giờ thì kể cả 90% luôn, anh nói nha, kể cả lên ở Quách Cần 2 90% quăng cũng xịt là chuyện bình thường à, anh thử 90% luôn quăng xịt là chuyện bình thường à. Hạt này là hiện giờ đến top 2 server đấy, 90% luôn quăng xịt là câu chuyện bình thường à, cho nên là phải vô test thử nhân phẩm của mình nó như thế nào trước rồi mình mới biết được là là có nên chuyển đồ qua hay không. Tại vì nếu mà chơi con Shikin á thì em chơi kiểu là ăn chắc mặt bền, con Shikin nó đấm nhiều chi kích nhiều thì nó ra độc nhiều. Còn con vuông đất thì nó cũng như vậy, nếu mà nó được chi kích thì nó cũng thiêu đốt cũng nhiều, nhưng mà coi thử là nó có thiêu đốt ăn hay không. Chứ anh đánh hiện giờ anh test á thì anh thấy cái lượng nó chi kích 2 lần nó cũng thiêu đốt được có một con à, nó còn chồng thiêu đốt lên lại con đó nữa, cho nên thôi là phải cái này phải test mấy anh em ạ. Ra test thì bản thân phải test thử trước là coi thử là nó có ok hay không, nó còn không ok là phải build trang bị lên. Tại siêu mới mấy anh em thiếu này đó, siêu mới mấy anh em thiếu mấy cái thẻ trang bị này cực. Là ví dụ như con vuông đất giờ này còn chưa có thẻ vũ trang thì nuôi cái gì nuôi, thì quỷ cũng ít nữa, nó thẻ trang bị rất là thiếu thốn, cho nên là khá là căng đấy. Ok, lập của em bình nè. Rồi ok.